Ta sẽ demo nha, mình cắm máy jack audio ở đây nha. Đó, mình lưu ý là cái số 2 nó nằm chỗ on này. Đó, rồi ha. Bây giờ mình sẽ rút cắm nguồn lại nha. Đó, cắm nguồn lại. Ok. Đó. Mình đang nhập vào trong cái hệ thống của mình đúng không? Đó, nhập vào trong hệ thống của mình. Rồi. Mình đợi thông thường có động lên cắp nguồn khoảng cỡ 60 giây nha. Đó, 60 giây chúng ta sẽ đi vào trong cái hệ thống này đúng không? Ok, rồi. Để xử như bây giờ đúng không? Đi vào đây ở trong mình để cái cho mình cài là gì? Chế độ tự động đúng không? Đó. Khung giờ mình cài đặt là từ 9:45, 21:45 đến 23 giờ đúng không? Đó. Bây giờ mình chỉnh 9 giờ lại đúng không? Mình cho nó bật, cho nó tắt lúc là 20 giờ đi, cho nó 47 đi, tắt ha, 46 đi ha, 40 gì? Cho 22:36 đi ha, 37 nha, ok. Cho nó 40 đi ha, cho nó 30 đi ha, 50 đi, ok. Rồi lưu lại. Đó, ok, được rồi. Bây giờ chúng ta chỉnh nó vào lớp đúng không? Chỉnh nó là 10 giờ, 22 giờ là 38 đúng không? 22 giờ đúng nha. 38. Ok, xong lưu lại đúng không? Đó, thấy chưa? Thôi tiếp mà chỉnh là gì? 22 giờ nhiêu? 40 đúng không? 28 đúng không? 40 nè. 22 giờ 42. 42. 44. 46 48 đi hả, đúng không? 22 đúng không? Okay. Giả sử bây giờ ở đây mình cho mình có 4 tiếng còn tắt cái này đúng không? Ok. Mình sẽ có 3 tiếng tắt đi. Đó, ok, lưu lại. Tiếng này không có tắt đi, lưu lại đúng không? Ok. Đang ở đây mình có thấy cho 3 khung giờ chưa? Rồi. Mình cho nó lúc bao giờ đây? Rồi ha. Mình đợi nó tới là gì? 22:38 nó sẽ vào lớp, nó sẽ kêu cái chuông thứ nhất đúng không? Ở đây mình cài đặt 4 kiểu chuông, sau này mình sẽ copy vào trong thẻ nhớ, nó sẽ có 4 kiểu chuông ha. Mình cho này vào bao nhiêu đây? 46 đúng không? Ok, 46. Rồi. 48 đúng không? Rồi lưu nha. Rồi, đó. Chúng ta đợi nha. Chúng ta đợi đến chỗ bao nhiêu? Đến 22:38 phút đúng không? Nó sẽ kêu chuông đúng không? Rồi ha. Ta đợi nha. Ba bảy đó, đợi xíu. Có chuông nó kêu đúng không? Đó. Chuông nó kêu một lần thôi nha. Nghe chưa không? Ok. Phải đúng không rồi ha. Chuẩn bị hết tiết là tới 20:40 đúng không? Đó, 40 nha, đợi 40 nha. Đó. Chỉnh đi lại đi ha, đó là chỉnh nó cho im ha. Thông thường cái 45 phút rồi nó mới thay đổi một lần đúng không? Tại mình chỉnh nó chỉnh nhanh thôi, chỉnh 2 phút thôi. Nó đợi nha. Không phút nữa luôn. Đợi, chấp nhận đợi nha. Chấp nhận đợi nha, đó. Chuẩn bị 40 nha. Kiểu chuông hết tiết giống nhau. Đó, 4 vào lớp một kiểu này, hết tiết một kiểu. Tái học một kiểu và hỏi ý một kiểu nha. Đây bọn này ha. Đó. Rồi.
tiếp theo cho bao nhiêu, bốn hai đúng không? Mình chỉnh hai cái này cái nó nhiều quá, chỉnh hai cái thôi, chỉnh lại nha. Cho này 41 thôi, 42 đi, là 42 đúng không? Tắt đi. Cho nó nhiều quá mấy công ha, chạy lâu ha. Cho này lại đi, 43 đi. Cho này 44 đi. Chạy lâu quá, chạy lâu quá nha. Ok. Bốn hai nha, bốn hai nó kêu bốn ba, nó kêu bốn, kêu hoàn đó phát tiết, tại vì thông thường tới lên tiết bốn lên tiết thì mình chỉnh đúng không? Đó đó, bốn hai đúng không? Đó là cái chuông phát tiết. Sau này mình có thể cũng muốn mua, mình muốn cái chuông gì thì mình có bỏ vào nha. Đây là cái chuông ta, đây là cái kêu chuông mà lúc lúc tay học đúng không? À, ta có bốn cái chuông đó, vào lớp này, hết tiết này, tay học ở ấy đúng không? Đó, tôi bốn nó sẽ kêu một cái chuông khác nha. Đó, đang demo ra cho mọi người. Đây. Đó, 44 đúng không? Đó, nó là kêu chuông hỏi giáo viên. Đó, bốn kêu chuông nó ha rồi ha. Hay sao bây giờ chúng ta muốn kết nối wifi đó, là click vào giống này đúng không? Click vào giống này thấy chưa? Đó, click vào wifi này. Đi chế độ có hình wifi đúng không? À, khi mà mình khởi động lên đúng không? Nhớ giữ nha. Nó đi vào trên gọi đó rồi. Bây giờ thử như bây giờ đúng không? Đi vào một cái nơi mới hoàn toàn thì khoảng 20 giây nó tự động đi vào chế độ có hình wifi nha. Đó. Hoặc là khi mà chúng ta đóng đổ wifi thì những nút này lần nhớ giữ nha. Nhớ giữ trong vòng khoảng cỡ 5 giây đó, cái đèn chớp liên tục là đang chế độ có hình wifi đúng không? Nhập lại wifi của mình đúng không? Đó. Ok. À, mặc định có thể là đem về một nơi mới hoàn toàn đó. Đi ví dụ đem cái này về các biển đầu tiên nó sẽ đòi hỏi kết nối wifi nha. Đó rồi. Bấm thực hiện đó. Ok rồi nha. Rồi ha. Đó như vậy là chúng ta đã kết nối wifi xong đúng không? À. Rồi nha. Đó, ví dụ ở trong này nó có nhiều đó, mình có thể chỉnh đúng không? Bật cái chế độ tự động đúng không? Tắt chế độ tự động đi. Đó. Khi mà chúng ta tắt chế độ tự động đi thì chúng ta có thể chỉnh bằng tay được đúng không? Bật tắt hay chưa? Ý mình đúng không? Tắt đi. Ok, rồi xin chào nha.